Nội bắt giữ ổ nhóm đặt máy quay lén trong khách sạn, nhà nghỉ để tống tiền. Sáng nay, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đơn vị này vừa bắt giữ một nhóm tội phạm chuyển lắp các thiết bị quay lén tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố, sau đó sử dụng các hình ảnh này để đe dọa, tống tiền các nạn nhân. Cơ quan công an đã thu giữ 7 camera quay lén có kích thước chỉ nhỏ bằng hạt đậu, cùng nhiều thẻ nhớ và máy tính cùng các tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, 3 đối tượng trong đường dây khai nhận trước đó giả làm khách thuê phòng để vào khách sạn, sau đó lắp đặt camera quay lén tại các vị trí khó bị phát hiện như quạt điện, tivi để ngụy trang. Sau khi có được những hình ảnh cá nhân nhạy cảm của khách thuê phòng, nhóm này bố trí người theo dõi về tận nhà hoặc nơi làm việc để lấy thông tin, sau đó nhắn tin, gọi điện đòi tiền chuộc với số tiền 30 triệu đồng hoặc lớn hơn tùy vào công việc và nghề nghiệp của các nạn nhân. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thu được nhiều video, clip, hình ảnh của các cá nhân đến thuê phòng tại các khách sạn, nhà nghỉ.